Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng, thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại. Trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay, sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm, giảm khoảng gần 3 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,15%. Thời điểm này đang giao dịch quanh ngưỡng 1.850 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.849,06 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.854,20 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ vẫn trong xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên thì đã phục hồi so với thời điểm trưa ngày hôm nay theo giờ Việt Nam quý vị và các bạn nhé. Hiện tại đang giao dịch ở mức 102,049 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,73%, giao dịch ở mức 29.700 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xu hướng tăng với tỷ lệ tăng hiện tại là 0,51%, giao dịch ở mức 2,763% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng trong xu hướng tăng với tỷ lệ tăng hiện tại là 0,15%. Mỗi thùng dầu thô thời điểm này đang giao dịch ở mức 110,871 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, trong phiên giao dịch đêm ngày hôm qua, giá vàng kỳ hạn tại sàn COMEX của thị trường New York giảm mạnh khi mà đồng đô la Mỹ mạnh lên. Cụ thể, giá vàng giao tháng 6 năm 2022 giảm 1,02% xuống 1.846,30 đô la Mỹ trên một ounce. Giới đầu tư cũng chờ đợi việc công bố biên bản cuộc họp chính sách đầu tháng 5 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed để biết những gợi ý về lộ trình chính sách tiền tệ trong tương lai của Fed. Sau khi giao dịch trên sàn vàng đóng cửa, biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở FOMC của Fed được đưa ra cho thấy phần lớn các thành viên FOMC tin rằng lạm phát có thể không còn trở nên tồi tệ nữa và việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản sẽ là phù hợp trong vài cuộc họp tới. Cùng ngày, thì Bộ Thương mại Mỹ thông báo lượng đơn đặt hàng tiêu dùng lâu bền của Mỹ trong tháng 4 chỉ tăng 0,4%, thấp hơn so với dự báo của chuyên gia phân tích. Phần tiếp theo của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay 26 tháng 5, giá vàng miếng trong nước được công ty vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng ở mức 67,9 cho đến 68,8 triệu đồng trên lượng theo hai chiều mua vào và bán ra. Mức giá này giảm 1,1 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng trên lượng tại chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Công ty vàng bạc phú quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 68,05 đến 68,95 triệu đồng trên lượng. Mức giá này giảm 1 triệu 100 nghìn ở chiều mua vào và giảm 950 nghìn ở chiều bán ra. So với thời điểm sáng ngày hôm qua, giá nhẫn tròn trơn của công ty này niêm yết ở mức 54,35 cho đến 55,1 triệu đồng trên lượng. Theo hai chiều mua vào và chiều bán ra, giảm 100 nghìn đồng trên một lượng so với phiên giao dịch trước đó. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa chiều hôm nay, để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Thời điểm này thì đa số các hệ thống kinh doanh vàng trong nước thì điều chỉnh tăng nhẹ trở lại quý vị và các bạn nhé. Chỉ có vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn trong xu hướng giảm nhẹ. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 820.000, bán ra 6 triệu 920.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đứng ở mức 1 triệu đồng trên một lượng. SJC Hà Nội mua vào 6 triệu 820.000, bán ra 6 triệu 922.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. STC Đà Nẵng mua vào 6 triệu 820.000, bán ra 6 triệu 922.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6 triệu 800.000, bán ra 6 triệu 900.000. PNG Hà Nội mua vào 6 triệu 806.000, bán ra 6 triệu 900.000, tăng 6.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không thay đổi. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6 triệu 795.000, bán ra 6 triệu 895.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra tăng 15.000.
Doji Hà Nội mua vào 6.795.000, bán ra 6.895.000, cũng tăng 5.000 ở chiều mua vào, tăng 15.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 6.810.000, bán ra 6.900.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.812.000, bán ra 6.898.000, giảm 1.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không thay đổi. Mì Hồng SJC mua vào 6.835.000, bán ra 6.905.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.800.000, bán ra 6.900.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.780.000, bán ra 6.890.000, giảm 80.000 ở chiều mua vào và 70.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TP Bank Gold mua vào 6.795.000, bán ra 6.890.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào, 10.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.820.000, bán ra 6.922.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này, giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác quay đầu tăng nhẹ trở lại, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra vẫn dao động trong khoảng 1.020.000 đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.820.000, bán ra 6.922.000. SJC Cà Mau mua vào 6.820.000, bán ra 6.922.000. SJC Huế mua vào 6.817.000, bán ra 6.923.000. SJC Bình Phước mua vào 6.818.000, bán ra 6.922.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.820.000, bán ra 6.920.000. SJC Miền Tây mua vào 6.820.000, bán ra 6.920.000. STC Quảng Ngãi mua vào 6.820.000, bán ra 6.920.000. STC Long Xuyên mua vào 6.822.000, bán ra 6.925.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.820.000, bán ra 6.922.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.818.000, bán ra 6.922.000. STC Phan Rang mua vào 6.818.000, bán ra 6.922.000. STC Hạ Long mua vào 6.818.000, bán ra 6.922.000. STC Quảng Nam mua vào 6.818.000, bán ra 6.922.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại giảm trong khoảng 21.000 cho đến 50.000 đồng trên mỗi lượng, hay là giảm trong khoảng từ 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.415.000, bán ra 5.515.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.395.000, bán ra 5.435.000. Cả hai loại vàng này thì đều giảm nhẹ 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.290.8.000, bán ra 5.420.8.000, giảm 4.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.921.7.000, bán ra 4.121.7.000, giảm 3.700 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 14K mua vào 3.007.2.000, bán ra 3.207.2.000. Vàng 10K mua vào 2.098.3.000, bán ra 2.298.3.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa chiều hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.